Các bác, trước mặt các bác đang là một bộ mini khá là danh tiếng của hãng Victor.
Tất nhiên là nó sẽ có danh tiếng đối với những người là fan hâm mộ của những bộ mini Victor JVC. Chứ những người là fan hâm mộ của hãng khác có lẽ không biết được. Vâng, đây chính là Victor MD1. Một trong những cái bộ mà có đôi khi chúng ta có rất nhiều tiền nhưng chưa chắc đã mua nổi đồ. Bởi vì cái số lượng nó về Việt Nam nó rất chỉ là ít, với cái tỷ lệ vào khoảng chưa đến 1%. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là 100 bộ dàn mini hàng bãi của Nhật về tới Việt Nam, may ra có một bộ là Victor MD1. Em nhớ cách đây không nhầm thì cách đây khoảng vài năm em đã từng bán một bộ, và đây là bộ kế tiếp. Em đã từng nói với các bác là cái mặt hàng dàn mini thì em đã dừng kinh doanh từ khá lâu rồi. Nhưng nếu như nhìn thấy những cái bộ nào đấy mà nó hợp nhãn và nó có chất lượng tương đối cao cũng như kiểu dáng độc đáo thì em cũng vẫn cố gắng bốc về để phục vụ phần nào nhu cầu của dân chơi mộ điệu trên khắp cả nước. Cái bộ Victor MD1 của chúng ta nó được dát nhôm ở phía trước mặt, cả cặp loa cũng được dát nhôm và thớt dàn cũng được dát nhôm. Nhôm kết hợp với kính và cái của nợ này nó không khác gì cái gương các bác ạ. Tỷ dụ như bác nào đấy mà mua cái bộ này của em về, mặt mà lỡ nhiều sủi cảo hay là trứng cá ấy, thì có thể dùng cái mặt này để chúng ta soi để chúng ta nặn được đấy. Và cái khỉ gió này nó bắt em phải mặc cái quần dài cho dù hôm nay rất nóng, vì nó như cái gương mà em mặc tà lọn mà nó lòi cà ra đây thì đúng là nó thốn tận rốn. Chúng ta đã test được hai tính năng đầu tiên trên cái bộ Victor MD1. Ngay cái tên thì các bác cũng đã hiểu phần nào, tức là trên cái bộ Victor này cái tính năng được nhấn mạnh đó là DMD. Ngay đầu video em đã triển một đoạn DMD do chính cái bộ dàn Victor MD1 này nó ghi nha. Nếu như chỉ có đĩa CD và DMD thì nó cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vì những cái bộ dàn mini ở trên thị trường thì hầu như bộ nào cũng có những cái tính năng này. Ngoài ra thì nó còn có một cái đường gọi là USB, nó nằm ngay dưới của khay đĩa CD, và cái kết nối này khá là củ chuối. Nó khá là củ chuối các bác ạ. Nó sử dụng cái kết nối kiểu như cáp của máy in đó. Trước đây khi em đã từng bán cái model này, em ngồi em độ chế, tức là một đầu là đầu cáp máy in cắm vào đây và một cái dây thò ra là một cái đầu cái USB, và em đã cắm thử USB vào cái ngõ này đọc tốt. Cho tới bữa nay thì em không có thời gian để ngồi độ chế nữa, và bác nào mua cái bộ này về auto tự độ ha, yên tâm là khi độ xong cắm USB là nó đọc phà phà. Như vậy là ba tính năng. Cái tính năng thứ tư mới chính là cái tính năng mà em quyết định bốc nó về để hầu hạ dân chơi, đó là đường optical in. Vâng, bộ này nó có đường quang vào hay còn gọi là optical in hay còn gọi là giải mã DAC theo cái cách nói của dân dân gian. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bác cứ đưa đường quang ở Smart TV cắm vào nó và thế là thưởng thức chúng ta có ngay một bộ loa vi tính nhỏ nhỏ. Không những thế, sau khi tiếp nhận đường quang ở Smart TV nó giải mã ra và xuất âm ra ngoài bằng đường bông sen, và từ cái đường ngõ bông sen này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái thớt dàn Victor MD1 thay thế một cái đầu giải mã DAC, dẫn đường bông sen và hệ thống âm đi lớn vào loa lớn của chúng ta, và chúng ta tiếp tục xõa tưng bừng với những bản nhạc karaoke, hoặc là chúng ta muốn nghe lớn hơn một chút chẳng hạn trên những bộ lớn thì cái thớt MD1 này nó đáp ứng rất tốt. Và thêm nữa thì nó phải có đường lay in aux dạng bông sen,
và tất nhiên nó có cả radio FM 108. Như vậy là cái bộ MD1 này nó thực sự rất thú vị. Và bây giờ để tiếp nối cái chương trình test và tiếp nối cái video dài lê thê thì chúng ta đến với đoạn test thứ ba, đó là cái ngõ thần thánh optical in hay còn gọi là giải mã DAC. Để chuyển, chúng ta ấn vào cái nút home app màu trắng ở đây. Chừng nào mà nó ra chữ digital in là được. Em đang sử dụng cái đầu đĩa Victor Mini nằm phía dưới với cái vai trò mô phỏng đường quang ở Smart TV đưa tới. Cái đầu đĩa Victor này sẽ xuất đường quang đưa lên cái thớt Victor MD1 này. Các bác có thể nhìn thấy là ở trên màn hình của thớt Victor MD1 nó đã báo là tần số lấy mẫu là 44,1 kHz. Vâng, đây là tần số lấy mẫu cơ bản ở khía cạnh đĩa CD. Bây giờ chúng ta sẽ phát một đoạn. Video sẽ rất dài, nếu bác nào cảm thấy tào lao có thể ấn nút dừng ngay từ bây giờ. Em không có níu kéo gì đâu ạ. Em chỉ có một bộ và mong bán cho dân chơi mộ điệu. Mấy ông tính toán quá, thôi bỏ. Thực ra khi mà cầm cái điện thoại lên quay ấy, thì em bỏ ra hẳn một ngày trời để test cái bộ này rồi. Sau khi nó đáp ứng được những cái yếu tố kỹ thuật của em thì em mới tiến hành cho lên sóng. Em là một người bán hàng với phong cách của một dân chơi chứ không phải là bán hàng với phong cách của một người tiếp thị thuần túy. Tất cả những cái video của em nó đều mang nặng cái yếu tố review, xem xét và phân tích về sản phẩm chứ nó không mang nặng về yếu tố mua bán nhiều quá. Và như vậy chúng ta đã test xong cái ngõ digital in, ngõ làm giải mã DAC. Và bây giờ chúng ta sẽ test một đoạn radio để gần như là hoàn thành những cái bản test cơ bản nhất. Để chuyển về nghe radio thì chúng ta ấn vào cái nút YouTube TV ở đây và dò sóng bằng hai nút PCH lên xuống này. Hiện tại cho em radio nó hơi réo nhưng em vẫn bắt để khách hàng biết được rằng thì mà là bên phần bắt sóng FM nó vẫn tốt. Thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa với những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự tổ quốc. Kỷ niệm lần thứ 7 ngày thương binh liệt, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2023. Hãy soạn tin nhắn TALF gửi 1405. Với mỗi tin nhắn, quý vị đã ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Toàn bộ số tiền thu được qua tin nhắn. Như vậy là anh em chúng ta đã test gần như đầy đủ mọi tính năng. Còn cái ngõ kết nối cuối cùng đó là đường line in aux dạng jack bông sen. Thì trong cái quá trình mà em tiến hành thao tác hướng dẫn ghi và xóa DMD thì em sẽ test luôn cái ngõ này. Ở Việt Nam chắc chắn là có khá nhiều người hiện tại đang sở hữu cái bộ Victor MD1, và những người đó nếu như đang không có remote kèm theo thì họ đang cảm thấy hết sức là ức chế, bởi vì trên cái bộ này nếu như không có remote thì độ hay nó giảm đi đến 50%. Lý do nếu không có remote thì không thể can thiệp vào mạch âm sắc trên cái thớt MD1 này. Mạch âm sắc ở đây là gì? Đó là chỉnh bass, chỉnh check và tăng giảm cái dải âm siêu trầm lên hai cấp độ. Đầu video em đã có thi triển và chắc hẳn là các bác cũng nhìn thấy rồi. Ví dụ như chúng ta muốn nghe ở cái mức âm lượng cực nhỏ
nhưng âm bass thì lại được đẩy lên ở mức cực sâu, thì chúng ta phải có cái nút tăng giảm âm bass. Ở trên cái remote học của trung cộng này thì đó là nút sâu ở đây. Ví dụ như chúng ta để AHB1 thì âm bass nó ở mức bình thường. Khi chúng ta để ở AHB2 thì khi chúng ta nghe ở mức âm lượng siêu nhỏ, âm bass nó vẫn lên cực kỳ là hùng dũng. Đó, không có remote là thua, không thể bật tắt được cái mạch này. Đó là một. Cái thứ hai là chỉnh bass chỉnh check. Không có remote là thua. Ở trên cái remote này muốn chỉnh bass check, chúng ta ấn vào nút exit ở đây và tăng giảm bằng hai núm, hai cái phím volume. Đó, đây chỉnh bass nè. Đó, ấn lần nữa ra check nè. Đó. Và một cái điểm nó còn quan trọng hơn rất rất nhiều lần, đó là nếu như không có remote thì cuộc chơi DMD của chúng ta nó trở nên nhạt tuyệt. Nhạt như kiểu là kem không có đường vậy. Sản phẩm của chúng ta rõ ràng đây là một cái thứ nó có thiên hướng về DMD, đĩa MD, mà chúng ta lại không can thiệp được bên phần đĩa MD thì đúng là cuộc chơi nó vô cùng nhạt. Chính vì thế em đã phải chồng mông chồng tĩ và hết sức cố gắng mới có được cái remote này. Và trên cái remote này có những cái hàng phím thần thánh phục vụ cho vấn đề xóa đĩa MD. Nếu như ở trên cái thốt MD1 này mà không có remote thì thua, không đời nào xóa nổi đĩa MD. Và bây giờ em sẽ thao tác xóa đĩa MD để cho bác khách nào đó khi mua nắm được nè. Xin lưu ý em chỉ hướng dẫn một lần, bữa sau hỏi lại em không nhớ được đâu ạ. Để play bên phần DMD chúng ta ấn vào nút Net TV ở đây. Để xóa DMD thì tất nhiên chúng ta phải cho DMD vào ổ và thất giàn của chúng ta nó nhận đĩa. Sau khi nó nhận đĩa thì chúng ta sẽ tiến hành thao tác. Ví dụ muốn xóa thì làm thế nào? Chúng ta sẽ phải kết hợp phím menu, phím số 0 và phím OK trên cái remote học này để tiến hành xóa đĩa. Bác nào đang chuẩn bị mua hết sức chú ý, em sẽ thao tác chỉ một lần thôi. Bác không nhớ thì xem lại video. Đầu tiên chúng ta ấn vào nút menu ở đây. Cứ ấn chừng nào mà nó ra dòng chữ ALL Irasi, tức là nó bảo có xóa hết cái đĩa này không. Chúng ta ấn vào nút số 0 ở đây là nút set để xác nhận. Sau khi ấn vào nút số 0 thì nó bảo thế có xóa thật không, thì chúng ta xác nhận bằng nút OK ở đây. Ấn OK, nó đang thay đổi và đang định dạng lại cái đĩa này. Và bây giờ chúng ta có một cái đĩa MD trắng tinh sẵn sàng cho những lần ghi tiếp theo. Đó, cuộc chơi của chúng ta đối với những cái con đài bom bốc có ổ đĩa MD cũng như những cái bộ dàn mini có đĩa MD nó thú vị hay không, nó nằm ở cái hạng mục này các tình yêu ạ. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành ghi thử demo một đoạn vào đĩa MD. Từ cái đường line in out nghe điện thoại, trước tiên chúng ta cho đĩa vào ổ và chờ nó. Đó, nó báo là đĩa trống. Chúng ta sẽ ghi một đoạn từ đường line in out để chuyển về đường line in out, ấn vào nút home app này. Cứ ấn chừng nào nó ra chữ line. Đó là cái ngõ đường bông sen kết nối với điện thoại. Nguồn nhạc thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn, và em cũng có chuẩn bị sẵn đây rồi. Trên mặt của thớt giàn nó có một cái nút là nút Rec Start đây này. À, đây là một cái nút rất thông minh. Khi chúng ta ấn vào nút này mà chưa có nhạc ấy thì ổ DMD của chúng ta nó ở chế độ ready, chế độ chờ. Khi có nhạc thì nó sẽ auto ghi. Và bây giờ em sẽ giảm bớt volume xuống một chút. Chúng ta sẽ ghi vào khoảng trên dưới 1 phút vào cái đĩa này. Ấn vào đây.
Các bác thấy chưa? Nó chưa ghi, đang chờ chúng ta. Bây giờ chúng ta mở nhạc ở đây, bắt đầu nó ghi này. Em sẽ ghi vào khoảng 1 phút thôi. Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên tầng lối mòn hàng tre xưa nơi đã già. Em chuẩn bị ấn nút dừng đấy à? Rồi, em ấn dừng rồi. Vâng, nó đang hoàn thiện cái đoạn ghi. Bây giờ em sẽ mở một cái đoạn đường ao ích để các bác thấy đường ao ích nó đang hoạt động tốt. Mong người con đã lo lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa. Như vậy là em đã hình như là test toàn bộ những cái tính năng ở trên bộ mini Victor MD1. Đó là đĩa MD, đĩa CD, radio FM 108, đường optical in và đường line aux. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển lại về đĩa MD để nghe lại cái đoạn mà chúng ta vừa mới ghi vào đĩa để coi cái chất lượng nó ghi ra làm sao. Cứ ấn nút play đĩa MD là hát. Làng quê bao tháng năm xa xôi. Em cam đoan với các bác, chất lượng ghi vào DMD nó tương đương với nhạc gốc đưa vào. Và để tỏ cái tấm lòng thơm thảo thì em cũng quyết định nghiến răng tặng bác khách nào đó mua bộ Victor này. Cái DMD hiện tại đang nằm trong ổ và em để nguyên đó, chứ bây giờ mà em tháo nó ra là em quên. Bác chỉ cần nhớ là thằng Từ nó tặng một cái DMD và nó để sẵn ở trong này. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cấu hình loa của bộ Victor MD1. Mặt loa được dát nhôm và loa là dòng loa 2 đường tiếng với bát 10cm, màng carbon gân cao su và check đôm mũi lụa côn 2,5cm. Công suất một lát nữa chúng ta đọc ở phía sau. Về dung nhan của bộ này thì nó xem ngồi mới lông tìm vết, kiểu gì cũng có vết. Đó là đặc trưng của đồ hàng bãi. Những ông nào khó tính quá thì nên né cái shop của em ra, em không hầu hạ các ông được đâu ạ. Loa có đầy đủ e căng và nó là hai cái e căng lưới thép, nhìn vô cùng nam tính và mạnh mẽ. Ơn rồi, hai cái e căng còn khá là đẹp. Khi đậy vào thì bộ của chúng ta nhìn body nó cực kỳ mạnh mẽ đấy ạ. Thất giàn đã được em tháo ra vệ sinh sạch sẽ từ trong ruột ra đến ngoài. Bộ này em bao zin tuyệt đối, zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Ruột đẹp. Như vậy là chúng ta cũng đã xong các bản test. Bây giờ em xin phép là rút đường quang này, rút anten FM để em xoay phía sau phân tích thêm để các bác nắm được. Video ấy thì đằng nào nó cũng dài rồi, em cũng muốn cho khách hàng của em được rõ ràng hơn về sản phẩm. Em bán hàng với thiên hướng review mà, chứ không phải là đưa lên tiếp thị thuần túy đâu. Chúng ta sẽ xem xét về loa. Loa thì có chày vi chóc vẩy sơ sơ, nhưng mà được cái là không có bể nở, không bể vỡ gì cả.
và chúng ta sẽ đọc qua cái thông số Victor SPNXMD1S, công suất 24W, trở kháng 4 ohm, made in ở chỗ đấy chỗ nào các bác tự luận nhé. Số seri có đuôi 1008, không thể đẹp hơn được nữa, một cái số vô cùng phong thủy. Dây loa còn đầy đủ, nhà sản xuất nó cho bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu, chưa bị thằng nào cắt trộm cả. Đó, các bác thấy nhà em độ này hẻo không, có cái dây AV còn phải bọc bằng băng dính này. Bác nào mua cái bộ Victor MD1 này, tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này là đang thuộc diện hộ nghèo, không có dây nguồn kèm theo. Đây là loa bên này, trùng seri các bác nhá. Đây cũng là 1008. Đây là mấy cái kẹp để đấu dây loa, ai cũng biết. Và đây chính là ngõ optical in, ngõ thần thánh để kết nối với smart TV của chúng ta. Đây là đường line aux, em đã test xong, xin phép rút ra nha. Một cái điểm quý báu đó là gì? Đó là khi nó tiếp nhận đường quang smart TV, giải mã ra và xuất âm ra ngoài bằng đường bông sen. Từ cái đường bông sen này, chúng ta kết hợp với hệ thống âm ly lớn và loa lớn của chúng ta để tiếp tục xóa nha. Đây là cái điểm quý của bộ này, nó ghi rất rõ ở đây là layout đường ra và đây là layin đường vào. Đây chính là cái cọc để đấu anten nghe sóng FM. Ngay bên dưới hai cọc đen là đấu anten nghe sóng chung, sóng AM. Và đây là thông số của thớt dàn MDCD Receiver Modem CANXMD1S. S tức là silver màu bạc. Công suất tiêu thụ nguồn là 53W, điện áp sử dụng 100V. Số seri có đuôi 7282. Thực sự mà nói, số seri của loa cũng đẹp và số seri của thớt dàn nó cũng đẹp luôn. Và cũng mong là nó được về cùng với một dài đẹp nào đấy để chúng ta cùng nhau đẹp cho nó rực rỡ. Phần trình bày của em đến đây có lẽ cũng quá dài rồi. Cái gì cần nói thì em đã nói xong rồi. Và giá thì em cũng đã ghi rất rõ ở tiêu đề video rồi. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin lưu ý em chỉ có duy nhất một bộ, không có bộ thứ hai. Tất nhiên khi em bán ra sẽ kèm theo cái remote thần thánh này. Nếu không có con remote này thì cuộc chơi nó sẽ trở nên nhạt toẹt. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.